được xả rác, không được giục đồ, không được hung dữ. Đi học thì dậy sớm, ngủ sớm. Mẹ đang nói gì thì nói, mẹ nói cái gì em phải nghe lời. Chứ mẹ không, nếu như em không nghe lời là em sẽ bị quánh. Thôi em bị quánh á, là mẹ không có thương em nữa, em biết không? Dậy sớm đi ăn răng, ngủ sớm. Chị gắt nữa nha, ngủ sớm, dậy sớm. Ngủ sớm.